Người dân Bắc Hàn diễn hành cho hòa bình, tin từ Bình Nhưỡng. Các cư dân Bình Nhưỡng và những người biểu tình đã tập trung tại thủ đô của Bắc Hàn trong ngày hôm nay để tham gia một cuộc diễn hành cho hòa bình trước ngày kỷ niệm 60 năm đánh dấu sự kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Trong video được cung cấp bởi hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn, những người biểu tình cầm biểu ngữ đã tụ tập và tuần hành trên đường phố. Một biểu ngữ kêu gọi một hiệp ước hòa bình giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ. Bắc Hàn đã đe dọa tấn công hạt nhân Nam Hàn và Hoa Kỳ trong nhiều tuần lễ liên tiếp sau khi Liên Hiệp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt mới do Bình Nhưỡng đã thực hiện thử nghiệm tên lửa. Nhưng trong thời gian gần đây, quốc gia cộng sản này đã tỏ ra hòa hoãn hơn. Lễ hội Ariran và các lễ hội khác đánh dấu sự kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 là một sự kiện lớn ở Bắc Hàn, thu hút các du khách, các nhà ngoại giao và thậm chí cả các nhà báo nước ngoài, những người thường bị cấm. Hai miền Triều Tiên trên lý thuyết vẫn còn đang ở trong tình trạng chiến tranh theo một hiệp ước đình chiến ký ngày 27 tháng 7 năm 1953, kết thúc cuộc xung đột của họ.